Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với Bóng Đá Today. Bóng Đá Today cập nhật tin tức bóng đá quốc tế mới nhất và nóng nhất 24 giờ qua. Trước khi đến với những chuyển động hấp dẫn của bóng đá quốc tế trong bản tin ngày hôm nay, xin mời các bạn bấm đăng ký kênh và ấn chuông thông báo. Và tín hiệu vui từ buổi tập đầu tiên của Sancho trong màu áo quỷ đỏ. Sancho có buổi tập đầu tiên ở MU sau vụ chuyển nhượng 73 triệu bảng từ Dortmund. Có 3 điểm được nhận thấy rõ ràng sau buổi tập này của cầu thủ 21 tuổi. Quan hệ tốt đẹp với Solskjaer, huấn luyện viên Solskjaer hẳn đã rất vui mừng vì cuối cùng MU đã mua được Sancho sau hơn một năm theo đuổi cầu thủ này, và điều đó có thể được cảm nhận rõ ràng ngay trong buổi tập đầu tiên của Sancho ở MU. Sancho và huấn luyện viên Solskjaer cười tươi, chụp ảnh cùng nhau trong buổi đầu tiên huấn luyện viên MU làm việc với cầu thủ chạy cánh 21 tuổi. Đây là tín hiệu ban đầu đầy tích cực cho thấy mối quan hệ thân thiện giữa hai người đã sớm nảy nở, và đó là điểm lành cho Sancho trong mùa giải đầu tiên của anh ở MU. Kỹ năng điều luyện. Những ai thường xuyên theo dõi Sancho thi đấu khi còn ở Dortmund thì thấy anh chơi chân tốt thế nào, và ngay ở buổi tập đầu tiên cùng MU, Sancho đã thể hiện kỹ năng chơi bóng của mình. Sancho thực hiện những đường chuyền qua lại với huấn luyện viên, thực hiện các pha đảo chân và động tác giả vốn là những kỹ thuật sở trường của anh. Những phẩm chất kỹ thuật ấy cùng tốc độ cao có thể khiến Sancho trở thành ác mộng với các hậu vệ ở giải ngoại hạng mùa này, hứa hẹn giúp anh gặt hái thành công ngay ở mùa giải đầu tiên khoác áo MU. Tâm trạng vui vẻ. Sancho tươi cười chụp ảnh cùng huấn luyện viên Solskjaer chính là hình ảnh fan MU và tuyển Anh rất muốn thấy sau những gì anh trải qua ở vòng chung kết Euro 2021 khi Sancho cùng Rashford và Saka đá hỏng 11m trong loạt sút luân lưu ở trận chung kết Euro với tuyển Ý và bị chỉ trích với những lời lẽ phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội. Tâm trạng vui vẻ trong buổi tập đầu tiên ở MU cho thấy Sancho dường như đã quên đi chuyện buồn, và fan MU muốn thấy anh thường xuyên vui vẻ như thế mùa này. Cavani gây thắc mắc, vẫn chưa trở lại tập luyện với MU. 3 ngày trước khai màn Premier League 2021/22, chân sút Uruguay vẫn chưa trở lại tập cùng MU sau kỳ nghỉ dài. Theo kế hoạch, tay săn bàn 34 tuổi đến điểm danh vào hôm qua, nhưng hôm nay anh cũng vẫn chưa hiện diện. Theo tờ Athletic thì phải đến ngày mai, Cavani mới trở lại MU, tức chỉ 2 ngày trước khi quỷ đỏ ra quân Premier League 2021/22, tiếp Leeds United. Điều này khiến không ít người thắc mắc lý do. Và nguồn trên đã cung cấp rằng, việc Cavani trở lại tập luyện muộn sau kỳ nghỉ là điều đã được MU và huấn luyện viên Solskjaer đồng ý. Chính xác thì việc này có trong thỏa thuận giữa Cavani khi anh đồng ý ký thêm một năm với Quỷ Đỏ hồi tháng 5. Cavani được MU cho phép nghỉ dài sau Copa America để trở về quê nhà Uruguay dành thời gian bên gia đình. Những hạn chế về Covid-19 khiến Cavani phải xa gia đình, bạn bè thân thiết. Do vậy, Quỷ Đỏ đồng ý để anh có thêm thời gian trước khi trở lại tập trung cho mùa giải mới. Một nguồn tin thân cận với MU giải thích, một người đàn ông hạnh phúc là một cầu thủ hạnh phúc. Bản thân Cavani cũng tạo sự yên tâm cho người hâm mộ bằng cách đăng tải hình ảnh duy trì tập luyện trong thời gian nghỉ bên gia đình. Dù vậy, rõ ràng Solskjaer không có đội hình lý tưởng ngày khai màn ngoại hạng Anh năm nay, khi ra đường Sancho cũng mới có mặt tập cùng đội. Rashford thì nghỉ thực hiện phẫu thuật, còn Varane cũng bị muộn do giấy tờ, lại thêm cách ly nên dự kiến hôm nay mới có thể ra mắt. Pogba chôn chân tại MU vì Messi, Rashford trấn an triệu fan sau phẫu thuật, tiền vệ Paul Pogba gần như chắc chắn sẽ ở lại Man United sau khi siêu sao Messi gia nhập PSG. Tiền vệ người Pháp, Paul Pogba được cho sẽ tiếp tục gắn bó với Manchester United ít nhất là trong một năm tới sau khi PSG hoàn tất bản hợp đồng chiêu mộ siêu sao Messi. Trước đó, PSG là đội bóng duy nhất đàm phán với người đại diện Mino Raiola của Pogba. Tuy nhiên, khi thỏa thuận chưa được thống nhất, bom tấn Messi đã bất ngờ xuất hiện và đội bóng thủ đô nước Pháp buộc phải có sự lựa chọn. Việc chiêu mộ thành công Messi khiến PSG buộc phải bán đi khoảng 10 cầu thủ đội một nhằm tránh vỡ quỹ lương. Đồng thời, vẫn đảm bảo trao cho siêu sao người Argentina một chế độ khủng vào khoảng hơn 1 triệu euro trên tuần. Theo phân tích của tờ Sky Sports, Pogba trước mắt sẽ ở lại MU và chờ đợi tới mùa hè năm sau để có thể ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Sau khi Pogba từ chối gia hạn hợp đồng, MU hiểu rằng họ sẽ đối mặt nguy cơ mất trắng tiền vệ 28 tuổi sau một năm nữa. Bởi vậy, Quỷ Đỏ đã buộc phải bật đèn xanh để Pogba đàm phán với PSG. Thế nhưng, thương vụ Messi đã phá hỏng tất cả kế hoạch của đôi bên. Giờ đây, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer sẽ chuẩn bị bước vào mùa giải cuối cùng làm việc với Pogba tại Old Trafford. Nếu không có bước ngoặt xảy ra với một thỏa thuận gia hạn, MU chắc chắn sẽ là phía gặp bất lợi nhiều hơn. Trong khi đó, tiền đạo Marcus Rashford cũng vừa xuất hiện với hình ảnh vừa ra khỏi bàn mổ. Ca phẫu thuật vai được thực hiện từ cuối tuần trước, nhưng tới tận thời điểm này, người hâm mộ mới được tương tác với Rashford khi chân sút người Anh đăng tải hình ảnh lên trang cá nhân. Cảm ơn vì tất cả những lời chúc tốt đẹp. Tôi đã phẫu thuật vào thứ 6 và mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp. Hơi đau một chút nhưng tôi đã cảm thấy tốt hơn.
Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Rashford chia sẻ dòng trạng thái mới nhất. Tuyển thủ Anh dự kiến sẽ phải ngồi ngoài từ 3 đến 4 tuần trước khi tập luyện trở lại, và như vậy, MU sẽ mất Rashford trong phần đầu mùa giải mới. Đây là một thiệt thòi dành cho Quỷ Đỏ, bởi ở mùa giải trước, tiền đạo 23 tuổi đã ghi tới 21 bàn thắng, xếp thứ hai đội bóng chỉ sau nhạc trưởng Bruno Fernandes. Sau khi chiêu mộ thành công Varane với San cho MU lại tiếp tục nhắm đến mục tiêu thứ ba. MU muốn mua tiền vệ giá rẻ Tolisso. Theo tờ Bin, Bayern Munich đã hạ giá bán tiền vệ trung tâm người Pháp Tolisso từ 17 triệu xuống còn 8,5 triệu bảng và MU đang cân nhắc chiêu mộ. Bayern mua Tolisso từ Lyon hồi 2017 với giá 38 triệu bảng nhưng chấp nhận bán lỗ nặng vì Tolisso rất hay chấn thương và cũng chỉ còn 1 năm hợp đồng. Trong 4 năm ở Bayern, Tolisso chỉ đá được tổng cộng 96 trận, ghi 18 bàn thắng và có 12 kiến tạo. Anh bỏ lỡ tới 78 trận của đội bóng Đức vì những chấn thương khác nhau. Hiện tại huấn luyện viên Solskjaer đang nhắm đến tiền vệ giá rẻ này. Điểm tin bóng đá tối ngày 11 tháng 8, MU chốt cái tên cực sốc thay Anthony Martial. Trên thị trường chuyển nhượng hiện đang rất sôi động thì MU đang đẩy nhanh tiến độ để chuẩn bị cho mùa giải sắp tới. Những cái tên có thể ở lại hoặc ra đi sẽ làm huấn luyện viên Solskjaer đau đầu. Trường hợp của Martial cũng không ngoại lệ. Theo Metro, MU đang tiếp cận Real Madrid để thảo luận chuyển nhượng Luka Jovic. Trong kế hoạch của huấn luyện viên Solskjaer, cầu thủ người Serbia sẽ là giải pháp dự bị cho Edinson Cavani khi Anthony Martial nhiều khả năng sang Inter Milan. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết bản tin của Bóng Đá Today ngày hôm nay. Đừng tiếc một like cho video này để ủng hộ chúng tôi các bạn nhé. Đừng quên bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức bóng đá quốc tế sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.